ông nên làm các hành tinh trong hệ mặt trời lưu giữ và lan truyền ảnh hưởng vũ trụ. Chúng phản ánh năng lượng nghiệp và sinh khí của từng cá nhân và cả cộng đồng. Mỗi hành tinh đều có ảnh hưởng nhất định đến cơ thể sinh học của con người. Mặt trời là nguồn ánh sáng và đem lại sự sống, năng lượng, sức khỏe. Khi có ảnh hưởng tích cực, mặt trời thúc đẩy sự hài hòa về sức khỏe thể chất và tinh thần nói chung. Khi gặp những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trời gây ra các rối loạn mãn tính và suy giảm sức khỏe, thường là các vấn đề rắc rối như yếu tim, tiêu hóa kém, viêm loét, thoái hóa chức năng trao đổi chất như hạ huyết áp hoặc suy giáp, viêm khớp và suy giảm thị lực, xanh xao và thiếu máu và khả năng kháng bệnh thấp. Khi hiện tượng nhật thực diễn ra, bầu khí quyển của trái đất cũng bị ô nhiễm. Các ảnh hưởng nghiệp tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực và các chất ô nhiễm môi trường vi tế như bức xạ ở mức độ thấp có thể gây ra các rối loạn về hỏa đại hoặc phong đại như sốt, viêm, nhiễm trùng, tổn thương chính vì vậy vào thời điểm nhật thực. Chúng ta cần thực hiện một số biện pháp phòng tránh tác hại đến tâm lý và thể chất của con người bên cạnh tác động tiêu cực. Nhật thực lại được coi là thời khắc và cơ hội tốt lành và hy hữu để thực hành thiện nghiệp và tu tập Phật Pháp, giúp tăng trưởng và tích lũy công đức. Theo truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa, trong thời gian nhật thực việc trì tụng chân ngôn của Phật Bản Tôn được Bậc Thượng Sư chỉ dạy giúp chúng ta có năng lực tâm linh mạnh mẽ. Năng lượng tạo ra từ thiện nghiệp và bất thiện nghiệp được nhân lên gấp bội. Thực hành tâm linh trong thời gian này sẽ mang lại lợi ích, công đức và trí tuệ cho bản thân bạn và vô lượng chúng sinh. Những việc nên làm trong thời gian nhật thực để tích lũy công đức to lớn. 1. Làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo. 2. Đi nhiễu các bảo tháp, tự viện, chùa hay viếng thăm các thánh địa. 3. Phát nguyện, làm thiện hạnh vì lợi ích chúng sinh hữu tình. 4. Giữ bình tĩnh, không hoảng hốt trong thời điểm nhật thực. Mandala Thời Luân Kim Cương Ngoại Kim Cương Bộ Mandala. Nhật thiên ở trung tâm, xung quanh là chư thiên của các hành tinh khác. 5. Tu tập Phật Pháp, lễ Phật và thiền định. Trì tụng Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương. Các chân ngôn thường nhật như chân ngôn của Đức Phật Thích Ca, chân ngôn Phật A-di-đà, chân ngôn Quan Âm hay chân ngôn Thượng Sư Liên Hoa Sinh. 6. Quán tưởng vô minh của bản thân và chúng sinh được tiêu trừ. 7. Trì tụng chân ngôn và quán tưởng Phật Bản Tôn chính mà bạn thường tu tập. 8. Thực hành khóa lễ cúng giang hòa tịnh. 9. Ăn chay. 10. Phóng sinh. Những việc không nên làm trong thời gian nhật thực. Thời gian nhật thực có thể có nhiều tác hại. Phụ nữ có thai nên ở trong nhà, bạn không nên tắm, đi du lịch. Quan sát nhật thực mà không có thiết bị bảo vệ mắt. Không nên khai trương hay bắt đầu các công việc quan trọng vào thời điểm này. Bạn cũng không nên đi ngủ, đi vệ sinh hay quan hệ nam nữ trong thời gian diễn ra nhật thực. Không nên ăn uống một tiếng trước khi diễn ra nhật thực và trong thời gian nhật thực. Những tia năng lượng trong thời gian đó có năng lượng gây hại cho đồ ăn, thức uống đã nấu chín. Cần để cỏ cusa hoặc rau húng quế vào những đồ ăn, thức uống này để ngăn chặn năng lượng tiêu cực.